Chị thì tên đó là Phạm Lành, chị ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Công việc của chị hàng ngày thì chị đi làm thiện nguyện, chị đi làm nay cũng hơn 10 năm nay rồi. Chị giúp đỡ cho các cái trường hợp như là bệnh tật, rồi là các nhà tình thương, rồi là mổ mắt, rồi trong đó là đặc biệt nhất là có là mổ tim bẩm sinh tất cả các trẻ em ở tất cả các nơi, có nhờ chị làm cái cầu nối để giúp đỡ cho các em bé từ 15 16 tuổi trở xuống đó, các em. Rồi tức là công việc của chị cũng như thế nào thì mình có thể mình làm thêm cái công việc thiện nguyện đó chị để xin. Cái công việc của chị là một người phụ nữ, nói chung là một người phụ nữ tay yếu chân mềm như các bạn phụ nữ khác, nhưng mà có một cái là chị cuộc sống quá vất vả và quá khổ. Từ ở dưới quê sinh sống thì chị làm cái công việc thêm đó là chị bơm hơi giá ép, giá giỏ. Chị thường thì đục giỏ, thấy chị phụ nữ gì chứ chị đục giỏ bằng 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 tay hay lắm á, những cái giỏ máy cày hay là những xe tải lớn là chị làm được hết đó em. Tất cả chị dạy cho mấy cái em này là mấy học trò mới vô học thêm cái công việc của chị. Chị thường là bơm hơi giá ép, bởi về thị trấn Vĩnh Hưng này cứ là kiếm là cô Út Lành giá giỏ bơm hơi giá ép thì người ta ai cũng biết hết, Trước tại đây chị làm nay là hai mươi mấy năm nghề giá giỏ bơm hơi này rồi. chị tự tay làm luôn hồi xưa. Chị lúc trước đây còn trẻ còn khỏe là chị tự tay chị làm, và chị dạy không biết bao nhiêu học trò và biết bao nhiêu cậu lính chị đào tạo ra là nhiều dữ lắm luôn á, để có ngày hôm nay. Thì cái công việc của chị thì phụ thêm nữa là mua bán giỏ xe, mua bán mâm vỏ ruột và tất cả các nói chung là về vào giỏ. Về cái quý mổ tim á, là từ đâu mình lại có ý định là sẽ làm cái quý mổ tim nào? Nó là như vậy nè em, trong cái thời gian mà chị vận động các nhà tình thương hay là những người mổ mắt hàng tháng, chị đi dẫn lên Sài Gòn mổ mắt nay là cả chục năm nay rồi, những cái trường hợp mà nói chung là tất cả các trường hợp bệnh hoạn này nọ hết, thì là có những cái mà bà con cô bác mà bị có con em mà bị bệnh tim bẩm sinh á, người ta mới lại là người ta mới khóc lóc với là Phạm Lành, nói chị ơi chị làm bên từ thiện chị giúp giùm vận động phụ. Người ta chỉ kêu mình vận động phụ thôi, vận động phụ, nói là con em bây giờ là bị tim bẩm sinh rồi chị vận động được ít tiền á, chứ bây giờ là bác sĩ người kêu đóng 50, người kêu đóng 70, người kêu đóng 100, 200 thì không khả năng nổi, kiểu như người ta là quơ quào hết rồi, điều trị cho con em là trong thời gian dài là nó cũng yếc lắm rồi, người ta lại nhờ mình. Cái bước đầu là vận động phụ, vận động cũng như mình vận động bệnh hoạn hay các nhà tình thương vậy đó mấy em, chứ người ta không không có biết mình làm tim mà mình cũng không biết quỹ mổ tim là ai đâu. Lúc đầu là cái bước đầu là nó là như vậy, người ta lại khóc khóc lóc van xin rồi chị ơi chị vận động phụ em với, con em bây giờ là đưa những cái em bé hả tội lắm kìa, đẹp chết có chút xíu à, mặt mày nó tím, cái đó là nói bằng sự thật luôn á, mặt mày nó tím, môi nó thâm đen hết trơn vậy nè, có em bé hả thôi nôi rồi mà nó có chút xíu vậy nè, mà người ta ẩm lại cái người ta nói chị ơi chị vận động giúp phụ con em đi, chứ con em bây giờ bị tim nó nặng dữ lắm rồi, mà bác sĩ kêu đóng 50 70 triệu em không có khả năng đóng. Thì lúc đó mình nhìn mấy em trẻ mình thấy nó tội nghiệp lắm kìa, nó đẹp rồi thêm cái nữa nó kiểu như nó cái mặt nó ngơ ngơ ngáo ngác, nó kiểu như không có mà cái tinh thần để sống mà khỏe mạnh như mấy trẻ khác. Chị cảm thấy chị xót lắm, cái bắt đầu lúc đó chị mới đi tìm tìm ở trên Facebook á, ban đầu chị trên Facebook nói chung cũng không gành mấy, chị đi tìm đi người quen ở trên Facebook, thấy người ta đăng là chỗ mổ tim này nọ đồ kia tùm lum hết á, mà chị hỏi á thì người ta phải kêu á là đóng 50% số tiền lúc mà kiểu như mình hỏi mà để mà nhờ giúp đỡ, kiểu như mình hỏi kiểu như bạn bè đồng thiện nguyện chung từ nhóm vậy đó, cái người ta nói bây giờ phải đóng 50% có chỗ nha, rồi cái bắt đầu chỗ khác mình hỏi người ta nói là không có ủng hộ bên mổ tim.
Chị hỏi viết tới cuối cùng chị tìm được cái nguồn á, là ở bệnh viện có cái anh đó đó, tội nghiệp cái anh ảnh cũng nhóm từ thiện của chị như chị, mà chị ảnh ở An Giang á. Cái ảnh mới nói là Lành ơi, em lên trên ngay chỗ bệnh viện Chợ Rẫy á, anh cho em cái số điện thoại của khoa trưởng khoa bác sĩ Khánh Văn là trưởng khoa bên Chợ Rẫy để mổ tim em bé. Là lúc đó là chị điện liền cái hên bác sĩ đó, là nghe máy liền cái bắt đầu bác sĩ nói là chị đem á, là mấy bé đó lên đây đi, rồi ở đây nè có cái quỹ á, là mổ tim từ thiện đồ kia, nhưng mà với điều kiện rồi hoàn cảnh nghèo đồ cái này nọ đồ cái gì đó. Bắt đầu chị tốc hành, chị lên trên bệnh viện Chợ Rẫy liền, chị gặp bác sĩ là trưởng khoa bác sĩ Khánh Vân đó, chị trao đổi. Thì từ đó trở về sau chị giúp nhiều dữ lắm. Nói chung là chị làm cầu nối, chị đăng lên là cái người này thấy, người kia thấy. Mà trong đó chị thương nhất cái em ở ngoài Quảng Nam á. Em lúc đó cái nhà em ở đó ở ngoài Quảng Nam á, cái nhà bị gió bão nó trôi cái nhà đi. Nó trôi cái nhà đi mà con em á, thì em mới có đứa con đầu lòng mà em còn trẻ đó. Em đó bằng tuổi con lớn của chị á. Em đó mới là nay nữa hình 33 tuổi bằng đứa con của chị á. Cái em đó mới nói là không, trên Facebook có cái người mà thấy mới chỉ cho cái người anh vợ của cái em đó tên Trường. Cái bắt đầu là chỉ cho cái em Đình Thảo ở ngoài Quảng Nam luôn. Mới điện vô cái người ở Quảng Nam mới điện vô cho chị. Nói là chị ơi, chị giúp cho cháu em với, cháu em bây giờ nó mổ hết một lần, nó tốn hết 50 triệu rồi. Mà bác sĩ nói là phải mổ 4 lần. 4 lần mới là cứu được mạng em bé đó. Thì vợ chồng em Trường đó đó, nhà thì mới bị trôi hết rồi, của cải tài sản hai vợ chồng chỉ có một bộ đồ đi vô Sài Gòn để đi làm mướn ở Đồng Nai á, làm mướn để mà là nuôi con. Thì bắt đầu mới dai hỏi làm sao không biết mà được 50 triệu, dai hỏi mượn anh em rồi kia ở quê mới 50 triệu, là đưa em nó vô bệnh viện Nhi Đồng 2 là mổ hết năm một lần đầu 50 triệu. Lần sau là vô cái bác sĩ nói giờ không tiền thì không có mổ được. Cái bắt đầu cái anh vợ của Trường mới ở ngoài Quảng Nam mới điện vô cái Đình Thảo, nó mới cho cái số điện thoại, nó cái số này của cha bé bị tim bẩm sinh. Chị mới điện liền thì lúc đó là chị biết là hai vợ chồng đang ship đồ để đi về quê đặng mà kiểu như bác sĩ chạy rồi bác sĩ nó đem về nhà đi, nó muốn ăn gì cho ăn, kiểu như là không còn tia hy vọng nữa. Cái bắt đầu chị mới nói bây giờ, chị mới điện cho bác trưởng khoa mổ tim, chị nói bây giờ trường hợp vậy bác khoa mổ tim nói ừ chị đem lên đây. Thì là ở đây là Út phải trong đêm, chị phải trong đêm chị lên bệnh viện Chợ Rẫy đi trong đêm. Chị mới hẹn là cái ba của bé mổ tim á là đi ra Chợ Rẫy. Mà lúc đó cái cậu ba của bé mổ tim á đi ngơ ngơ qua gặp chị ở cửa cổng một của bệnh viện Chợ Rẫy á, đi ngơ 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 vậy nè. Rồi bắt đầu mới điện là chị thấy ha, cái thần thái của ba của bé đó là nó còn hơn là cái em bé bị bệnh tim nữa, kiểu như người ta kêu bằng tuyệt vọng luôn rồi. Cái bắt đầu chị hỏi ủa rồi con em đâu, cái bé, ba của bé mới tin Trường á nói con em ở nhà trọ. Cái chị tức chị giận, chị nói ủa em đi mổ tim hả, con em đi mổ tim mà em không dẫn con em qua đây. Thì cái ba của bé trời đi ngơ ngơ đi về mới dẫn vợ qua, dẫn em bé ra trên tay vậy nè. Mới có mấy tháng à, tội dữ lắm kìa. Chị thấy chị sốt mà nhưng mà chị vẫn cự. Nói trời ơi, Út ở xa, Út đi lên tới đây thì con phải có cái hăng hái lên chứ con đi gì đâu mà sau này mình mới hiểu được là nó nói với Út một câu, nó nói cô ơi, lúc đó con á là con không còn tia hy vọng con sống nữa đâu. Lúc đó là con á là tuyệt vọng như lắm rồi. Lúc đó mà thời cô kêu điện con hả, con không biết con là ai luôn. Con trả lời điện thoại cô là con đang ship đồ để con đi về quê, để mà con có gì á để mà cho gần ông bà. Thì á là nó Út mới thôi bây giờ đem qua đây đi. Thì đem qua đây là nhập viện cho cháu liền. Em biết là mổ là cháu này mổ thêm 3 lần nữa. Hiện tại bây giờ cháu đang mổ trên Chợ Rẫy á. Hiện tại giờ đang nằm Chợ Rẫy, cách nay là lần thứ 3, là nay là mổ được 2 ngày rồi. Mới điện cho Út vào chùa tối này nè. Mới điện cho Út vào tối này nói là con đang mổ mà lúc tối Út mất bận quá. Út nói thôi để Út điện lại, mà chưa điện lại cho em nó nữa.
Nếu có gì thì em về Chợ Gậy á, sẽ gặp em đó đang đang mổ bé được 2 ngày. Tội lắm mấy mấy em ơi. Cái năm hai tây tháng 9 năm 2019, các bé mà ở gần gần á về đây cái thăm Út, thăm chị, kêu kêu bằng là mẹ lành. Các bé đó kêu bằng mẹ lành. Nói nó nhờ mẹ là làm cầu nối để cứu sống mấy mạng của con. Mà không phải đâu, một bé hai bé đâu, nhiều bé lắm. Út giúp, nói chung là Út làm cầu nối là nhiều lắm chứ không phải là một hai bé đâu. Nhưng mà có cái là có mấy bé ở xa xa, bây giờ ở xa xa là Út không có chỉ hết được. Có mấy bây giờ mấy bé ở gần gần, giờ có bé phải cần mổ lần hai nữa. Mà bây giờ nghe tin ấy là chị Hằng ấy là ngưng cái quỹ mổ tim mấy ngày nay, là nó thật tình Út khóc. Khóc mấy ngày nay giờ con mắt Út còn sưng luôn á. Kiểu không phải, nhiều người ta nói mình nịnh chị Hằng. Mà hỏi mấy em bây giờ chị nịnh chị Hằng được cái gì? Chị Hằng cho chị cái gì đâu? Chứ giả lại chị nịnh chị Hằng chưa chắc là chị Hằng là tiếp chị, phải không? Bây giờ cho là chị nịnh chị Hằng, chị lên trên Đại Nam, chị gặp chị Hằng có tiếp chị hay không? Hoặc là chị điện thoại chị Hằng có nghe máy chị hay không? Mà ở đây chị muốn nói cái lòng nhân đạo của chị Hằng làm cho Út nó có cái động lực. Để cái động lực đó là cầu nối để giúp đỡ cho các bé khác. Chứ nó thật, nhiều nhiều mạnh thường quân, nhiều bà con á nói chị á, nịnh chị Hằng rồi không có ủng hộ chị làm từ thiện nữa. Chị nghe chị xót lắm. Nó thật một câu, nó thật lòng á, chị nghe chị đau lắm. Mấy tháng nay chị không có ngủ nghe gì được hết á. Chị cứ nghĩ là mình chỉ là giúp người ta thôi chứ mình cũng có lợi nhuận gì ở đây đâu. Có ăn được nhàn nào đâu. Cái hồi mà dẫn các bé lên Chợ Rẫy á, thì chị biết là Chợ Rẫy có cái quỹ đó thôi chứ không biết của ai. Đúng rồi, không biết đâu em ơi. Tại vì á, em nghĩ đi, ai là người lại chạy lại nói cho em nghe? Bác sĩ có chạy lại nói ừ đâu, người ta đâu có rảnh đâu mà người ta tiếp chuyện với mình, công việc người ta đa đoan. Mình lên mình gặp bác sĩ mình nói như vậy là mình mừng dữ lắm rồi. Mà bác sĩ đâu có rảnh đâu mà người ta tiếp chuyện với mình. Người ta lu bu công việc á, thiệt lo giấy tờ ha, đi lên đi xuống cầu thang, lội lên lội xuống lo giấy tờ cho các bé được xong ha. Nói thật ha, yêu cầu bé mà nhập viện được là nó thiệt là Út thở hết ra hơi. Tại vì khuya ở đây đi lên Sài Gòn, khuya 1 giờ thức là đi lên Sài Gòn. Đi lên Sài Gòn á là để nhập viện để đón mấy bé. Tại vì đâu phải là lúc nào cũng mình vẫn có bé ở gần đây á thì chị vẫn trực tiếp. Còn có bé ở xa thì hẹn thôi. Hẹn bây giờ 6 giờ có mặt tại đó, tại bệnh viện Chợ Rẫy. Chứ bây giờ mấy đứa tính đi, xong mà mình gặp mà ai mà nói chuyện tiếp chuyện với mình mà mình biết cái quỹ đó của Hà mà chị Hằng. Rồi sau này nè chị Hằng mới dạch trần ông Võ Hoàng Yên lên. Rồi bắt đầu nói qua nói lại chị Hằng mới nói là cái quỹ Hằng Hữu đó là mổ tim đó là của chị Hằng. Đó, từ ngay chỗ đó Út mới biết được là cái quỹ mổ tim của chị Hằng. Mà bây giờ nè Út mới nghe buồn là chị Hằng á là ngừng lại. Rồi thì cái mà bé của mà ở ngoài Quảng Nam mà nãy giờ Út kể đó là bé, là cha bé Trường, là cha của bé mà đang mổ tim ở bệnh viện Chợ Rẫy đó, mới điện cho Út vào tối nói là bác sĩ Khánh Văn mới kêu vợ con á là vô ngày hôm qua nói với là vợ con, nói bây giờ còn mấy bé này á là để bắt việc bắt mổ cho xong. Thì việc xong cái lượt này là không còn quỹ mổ để mổ từ thiện 100% nữa. Mà đêm mà hôm á Út không có nói chuyện được với em nó, tội nghiệp lắm, nó điện thường xuyên về thăm hỏi nhưng mà đâu không có nói chuyện được với cái em đó mà hỏi coi mổ rồi kia như thế nào, với giá lại tâm trạng mấy ngày nay cũng không vui. Rồi cũng không có nói được dài dòng nữa mấy đứa ơi. Nói chứ nhiều người thì người ta có ăn có mặc, rồi người ta nghĩ cái cuộc sống người ta như vậy là đủ rồi. Còn đấu dốt ha, Út đi khảo sát từng trường hợp bệnh hoạn hay các nhà tình thương, Út đến nơi để khảo sát từng trường hợp. Rồi về rồi Út mới thấy, còn hoặc là những ca mổ tim ai nghèo khổ làm sao. Út vô tới nhà những cái căn nhà sụp sệ nghèo khổ, Út nói thật với mấy em hả, mấy người giàu hả,
con người ta chơi hơi hơi là người ta thích đi, người ta lo rồi, người ta không có để cho mà bé mà tới suy sụp tinh thần, suy sụp sức khỏe rồi tím tái mặt hay là đẹp chết đồ kia đâu. Người con người già giàu người ta hơi hơi là người ta đã đi rồi, người ta đi người ta đã lo rồi, chứ không có đợi tới. Thương là thương mấy bé nghèo. Rồi có mấy ngày nay Út lên kênh của Út để Út làm cái clip thì người ta cũng ném đá Út, nói Út mạnh. Trời ơi, có cái lòng nhân hậu, không phải Út nói là Út khen Út nhân hậu, nhưng mà có cái lòng nhân ái nhân hậu mới hiểu thấu đáo được, thấu đáo được cái nỗi đau của những người bệnh. Chứ nếu mà mấy em không gặp, bây giờ mấy em có nhân hậu mà không chứng kiến như Út, mấy em cũng không thấy sót bằng Út đâu. Út nói thật luôn á, đi lên hả mấy đứa không, giặt ra mổ hen, trời ơi, mổ banh á, để mà nông á, có bé thì mổ nội soi được, có bé phải cắt cái gân chân này nè, rồi có bé phải cắt cái gân tay gì đó, mình là thông ben gì tùm lum hết á, có bé phải mổ hở mấy đứa biết không, mổ một cái vết sâu vậy nè, trời tới mà nó lên, nó mình mà lên thăm nó đi hen, là dở ra là nguyên một cái vết hẹo. Trời ơi, thấy xót lắm kìa, tại vì người ta không chứng kiến được. Rồi người ta giận Út, nói là Út binh chị Hằng. Không phải đâu, Út rất là xót lên hả, những cái ấy hen lên đó mấy đứa biết không. Ngộ rồi bắt đầu chiền hả, mấy cái ống mà chiền nước biển được kia hen, băng băng đây nè. Mẹ cha không có ngủ được, phải nằm suốt ở cho trực suốt để lo cho mấy bé. Rồi á là đâu có tiền đâu, Út phải về, Út mới vận động thêm, kiếm tiền cho là cũng như cho mà sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Chậu mấy mấy em đó hả nghèo, mấy đứa biết không, đi lên xin cơm từ thiện, đi lên xin cơm từ thiện ăn không á, là có nhờ lên chợ nó cái mấy anh kia á chỉ. Nói chung là mình làm thiện là có mấy người làm thiện, người có đường dây hết trơn à, rồi cái người ta chỉ, người ta kêu á là qua ngay chỗ nào người ta chỉ mình á là chỗ đó có cơm từ thiện. Rồi bắt đầu mới chạy lên lầu nói với mấy em đó, bây giờ xuống ngay chỗ đó xin cơm từ thiện, từ thiện mấy lúc mấy giờ mấy giờ. Rồi mấy em đó mới chứ là chạy xuống canh đặng á, còn nếu mà đi không được á thì trong một phòng á, thí dụ 5-10 em vậy đó, chia ra là bữa nay là hai người người mẹ này đi, rồi bữa sau là một người mẹ người kia vậy đó, xin cho con phòng ăn. Trời ơi, mấy đứa không biết đâu, Út đi lên đi xuống cực khổ lắm luôn á, chứ không phải là Út nói bằng cái miệng. Ừ, tôi đăng lên trên Facebook rồi em này, không phải như là cái bà master vui vẻ, bà nói ừ tôi ngồi ở đây rồi tôi chuyển ở đầu cầu kia 50 triệu, tôi ngồi ở đây tôi chuyển ở kia 50 triệu không đâu. Út đi bằng thực tế, Út đi kêu bằng cái kêu bằng cái nhiệt tình của Út mà để Út giúp cho các bé. Thì sao Út sắp xếp được công việc của mình, tại mình cũng... bỏ hết em. Út nói thiệt với mấy em hả, Út tới đi từ thiện là Út đi, Út không có còn cái quan trọng trên cái công việc. Út nói thật luôn, bỏ bê giết nó, bởi vậy Út làm giết cái lời á, Út không đủ tiền chi phí để đi làm từ thiện luôn. Út nói thật mà nói, bởi Út làm không có giàu như người ta, chứ theo đáng lẽ làm mấy chục năm nghề này là người ta giàu lắm luôn á, đây nhà lầu xe hơi luôn á, còn Út làm không có giàu. Lý do là làm Út chi phí từ thiện, nhưng mà Út không có đưa cái đồng tiền của Út lên. Ừ, nay tôi chi phí cái này, mai tôi chi phí cái kia là Út không có nói. Bởi vậy nhiều người thắc mắc nó tại sao Út vận động tiền người ta mà tại sao không thấy tên Út. Nhưng mà tên Út á, cái tiền Út nó đi bằng cái âm thầm, chứ nó không không, nó đồng tiền của Út nó đi ra bằng âm thầm, nó đi cái cửa âm thầm không phô trương. Lúc mà mình đưa các bé đến bệnh viện mà bệnh viện chấp nhận là nhận các bé mổ tim như vậy thì mình lúc đó mình biết quỳ đó ở đâu không, hay là mình biết là bệnh viện nhận là mình mừng không? Bệnh viện nhận là mừng rồi, không biết. Cái hồi nãy Út cũng có nói là bệnh viện nhận là mừng rồi, sau này chị Hằng lên live stream chị Hằng mới nói là cái quỹ đó của chị Hằng, Hằng Hủ á, là mình mới biết của chị Hằng, chứ trước đây cũng không biết chị Hằng là ai đâu. Nói chung mình ở dưới quê mà mình đâu có được tiếp xúc với những người ở thành thị, cũng đâu có tiếp xúc được bác sĩ hay là tiếp xúc gì đâu, đâu có biết được đâu. Mình thấy được cái ý nghĩa như thế nào của cái quỹ đó đối với những người nghèo, những bé. Trời ơi, cái ý nghĩa đó là tuyệt, cái quỹ đó là tuyệt vời trên cả tuyệt vời, không có còn cái gì mà để dùng từ ngữ nào 24 chữ cái mà tả hết được cái là cái tuyệt vời của cái quỹ đó. Chọn một cái đất nước Việt Nam mà được một hai cái quỹ đó như vậy là con người nghèo ở vùng quê vùng sâu ở đất Vĩnh này là mừng rồi, là nói riêng, còn cả nước Việt Nam là nói chung rất là mừng, cứu vớt biết bao nhiêu mạng
trẻ em, có những bé mà ha, có những bé mà kiểu như bệnh đó, mấy em biết không, không có được ai mà chỉ giúp mà để đi mổ từ thiện á, là ra đi không lời từ giả. Chứ đừng có nói bệnh tim nó nguy hiểm lắm, tới nó khóc nó tái mặt lên rồi là nó đứt trong một phút 30 giây. Bởi vậy á, tại sao Út lên clip lên kênh của Út á, rồi Út khóc, Út nói, người ta nói Út là màu mè, tại người ta không hiểu đâu, người ta không hiểu, người ta không có chứng kiến, người ta không thấy xót. Rồi người ta nói mình màu mè, cái đó là thôi, cái đó là xã hội mà chính người mười ý, thì ai muốn nói sao thì người ta nói. Chứ có người ta kêu là nếu chị Hằng không làm cũng có người khác làm á, người ta nói vậy. Thì bây giờ cái người nào làm á thì đứng ra nói lên đi. Bây giờ cái người nào mà nói chị Hằng không làm, không có mở chợ cũng đông đó, chị Hằng không làm đó, thì cái người đó đứng lên nói đi, mà làm tiếp bước cái là cái quỹ của ở bên chợ gãy nè. Chị Hằng nói tới tháng 10 chị Hằng ngưng nè, mà chị Hằng nói là đã trải thảm rồi, những cái giường nè, máy thở này nọ là chị Hằng đã mua hết rồi. Bây giờ mấy cái người sau này nè, nếu mà có vô ủng hộ thì nó cũng nhẹ cân hơn. Em hiểu ý chị nói không? Tại vì những cái vật tư, những cái này nọ là chị Hằng đã đầu tư hết rồi. Bây giờ nếu mà người nào mà vô mà làm cái quỹ đó thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn chị Hằng rất là nhiều. Vậy người nào mà làm đi thì đứng lên nói đi, nói bây giờ tôi tiếp tay là nói tiếp cái quỹ của chị Hằng. Chị Hằng không làm thì ai nói tiếp lên thì đứng lên đi. Đứng lên để mà cho là cả nước biết là chỗ đó có quỹ để bà con nghèo người ta đến đó. Tại vì là cái quỹ này là giúp người nghèo nhiều, có giấy khó khăn của chính quyền xã ký, cũng như sổ hộ nghèo này nọ, là phải nói chung là chứng thật người nghèo hết. Thì mấy cái quý vị mà ai mà tiếp tay tiếp nói cái quỹ này thì toàn là giúp người nghèo không à, chứ cũng không phải người giàu vô đây đâu. Gần đây được chị Hằng cũng chia sẻ về cái nỗi khó khăn khi mình duy trì cái quỹ thiện nguyện này, thì khi nghe chị Hằng nói thì mình đồng cảm như thế nào và mình hiểu được những cái vất vả mà mình cũng là người đang làm về quỹ mục tiêu đó, thì mình hiểu được câu chuyện của chị Hằng như thế nào. Thì nói chung á, cái mà làm để mà giúp cái quỹ mổ tim này, mình rất là đồng cảm với chị Hằng. Chị Hằng mà lên live stream bao nhiêu thì mình khóc bấy nhiêu, nếu chị khóc. Vì á, một người tốt á, đôi lúc ít ai chấp nhận. Tại vì người ta muốn làm một cái sự việc gì mà thiện tâm, người ta tốt á, rồi người ta nói lên để cho cộng đồng biết á, thì có số bà con người nói là chị Hằng nổ. Rồi những cái nỗi khổ của chị Hằng đó thì mình thấy là mình rất là đồng cảm, mình rất thương chị Hằng và quý mến, rất là tôn trọng cái lòng nhân ái của gia đình chị Hằng, anh Dũng. Nhưng mà bây giờ biết nói sao giờ em? Không biết nói sao luôn á. Thí dụ em hỏi giờ chị cũng không biết nói sao nữa, mà chị chỉ trả lời một cái là riêng cá nhân chị và tâm của chị. Chị là rất ủng hộ anh Dũng và chị Hằng, chị rất kính nể anh Dũng và chị Hằng, và chị mong rằng anh Dũng, chị Hằng có thể là thương tình đối hoài lại những cái hoàn cảnh khó khăn mà làm lại cái quỹ này lại, đừng rút, để chia sẻ cho những bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa như chị vậy nè, ở đây là giáp ganh biên giới luôn, vùng sâu vùng xa của tận cùng của cái tỉnh Long An, ở đây bà con nghèo nhiều lắm, để cho họ có cơ hội mà cứu mạng được những cái đứa trẻ mà khó khăn nghèo khổ. Thì mấy ngày hôm nay chị có cảm nhận được những cái trường hợp đó cần cứu giúp không? Nhưng mà bây giờ nghe như vậy thì mình lo lắng cho các em bé như thế nào? Con em mấy ngày nay nhiều ca lắm, một ca ở huyện Thạnh Hóa nè, một ca ở Bến Lức nè, là mỗi lần ca ở Bến Lức là mổ lần hai. Em quý, em bé quý lúc mổ là có bốn năm tháng gì đó, là cha bé đó điện cho chị nói chị là giúp. Nói chung là từ hôm nay chị cũng buồn nữa, tâm trạng chị buồn nữa, chị nói cứ việc lên trên chỗ bác sĩ đó đi, rồi nói bác sĩ gắng giúp cho, chị sẽ điện cho bác sĩ, chứ chị không có lên. Cái đó là chị nói thật luôn á, chị cũng nản lắm, chị cũng nản. Em biết nản cái gì không? Chị nản là người ta nói chị nịnh bợ chị Hằng mà người ta không ủng hộ cho chị nản
chị nói thật chị nản lòng ghê luôn á, người ta dùng những lời lẽ mà khó nghe với chị, rồi cái chị nói chung là chị nản thiệt á, mà giờ chị không có đi nữa, chị chỉ điện thôi, nói bây giờ thôi em đi lên chỗ bác sĩ Khánh Vân đó đi, em nhờ bác đi, chứ bây giờ là chị không có mà lên được. Nói chung từ hổm gài kiểu chị mất ăn mất ngủ, sức khỏe chị cũng không có mà được khỏe nữa, rồi với chị buồn, rồi chị nản, nói chung là chị nản mất đi 50% về cái tinh thần á, về cả sức khỏe luôn á. Cái tinh thần của chị bây giờ nó cũng gần đồng cảm với cái chuyện mà ở cái chỗ là mình làm thiệt nhưng mà lúc lại bị nói cái điều như vậy. Đúng rồi, thì chị cũng là đồng cảm với chị Hằng trên vấn đề mình giống như tâm trạng như chị Hằng đi làm từ thiện mà bị chỉ trích rồi bị nói rồi giờ biết sao giờ. Chị em hỏi theo cái hiểu biết của mình nha, là có người nói là chị Hằng cũng nói là có người nói là quý một tim là tốn có nhiều tiền được bảo hiểm y tế tài trợ hết, thì không biết là cái theo mình biết là có đúng như vậy. Nếu mà chị biết chính xác 100%, chị không biết chính xác 100% đâu. Nhưng mà theo chị biết á, là các em á, là mẫu tim á, bẩm sinh này nè, là các em là hộ nghèo. Thì tất nhiên á, là các em có bảo hiểm hộ nghèo. Nếu mà nói là trừ cái bảo hiểm hộ nghèo ra, nếu mà trừ cái bảo hiểm hộ nghèo ra thì mỗi một cái mà biên nhận để đóng thêm á, là mỗi một em từ 60-70 triệu, 100 triệu, 100 mấy chục triệu, có hai em 200 mấy chục triệu nếu trừ bảo hiểm ra. Theo là chị biết như vậy. Bệnh của các em thì nó sẽ khác nhau. Khác nhau đúng rồi. Ra là cũng thấp nhất cũng là đã 70-80 triệu. Sao em? Trừ bảo hiểm ra thì thấp nhất cũng là 70-80 triệu. Đúng rồi em. Chưa tính tiền chi phí khác nha, chưa tính tiền là bổ sung khác. Rồi chưa cái tính tiền gia đình phải đi ăn uống này nọ đồ kia, là nó phải đâu tốn kém như vậy đó, là nó đã tốn như vậy rồi, huống chi mà tính vô một cái ca như vậy rất là nhiều. Chị liên hệ nhiều với các em bị bệnh như vậy, có trường hợp nào mình liên hệ tới mà các em đã bị cái này cái kia rồi không? Mình không kịp đó chứ. Nói chung lâu rồi, nay cũng nhiều năm, giờ cái tinh thần chị cũng bị yếu rồi, chị không nhớ hết. Nhưng mà theo chị biết á, là có nhiều em mà liên lạc với chị là toàn là đắm đuối hết. Tại vì kiểu như người ta là chờ đợi đồng tiền để mà lên kiếm tiền mà để lên mộ á, là các em đó là nó thiệt. Nói chung là mấy cái em mà chị giúp hình như là em nào em nấy là kêu rằng nó mất đi 50% về sức khỏe hết rồi, chứ nó không được khỏe như á. Tại vì thí dụ người ta có tiền, con người ta hơi phải không, đưa lên là vô đóng tiền rụp, người ta là mổ liền. Còn các em mà nói mà không tiền này nè, gom góp hổi dai mượn. Mà ai cho mượn, đã nghèo rồi, có lúa người ta mới cho mượn gạo. Đã nghèo rồi ai cho mượn. Bây giờ mấy em nghĩ đi, mấy em không tiền, không bạc, đi lại mượn người ta. Thà người ta cho em một bữa cơm, hai bữa cơm, chứ dám cầm tiền cho em mượn 100, 200 triệu không? Cái đó là chị nói thẳng luôn á. Mượn, thí dụ mượn ít 5 triệu, 10 triệu được kia, còn mấy mai mà nói còn mượn 1, 200 triệu để mổ tim cho con. Nó đã nghèo như vậy, ai cho mượn? Rồi á, thì từ ở chỗ đó các em mà nhờ chị giúp là em nào em nấy là đuối lắm. Tức là khi mà được giúp tức là cứu mạng luôn chứ không có. Đúng rồi, đúng rồi em. Đúng rồi, cái đó là chị nói thật sự với lòng của chị luôn. Nếu mà bởi vậy chị gặp mấy cái trường hợp mà chị lên cái clip của chị đó, chị lợi đó là mấy người đó là khóc nức nở. Rồi cái số người ta vô chém đá, ta nói làm màu, không có đâu. Người ta khóc bằng cái sự thật của người ta. Người ta nói trời ơi, con không nhờ cô lành là con cha con của cho con chết rồi. Tại vì người ta đến với chị là ở vùng sâu, vùng xa, ta đâu có biết được nhiều người giúp đâu. Ở huyện này có một mình chị làm, nhóm của chị gọi là nhóm chung tay góp sức phạm lành. Thì nó cũng nói chung là cũng nhiều người biết. Người ta không có nghĩ là chị giúp bên mổ tim. Người ta chỉ nghĩ là chỉ nhờ chị là lợi vận động giùm. Kiếm 5-3 triệu, 5-10 triệu để mà nói chung để uống thuốc thôi. Chứ cũng không hy vọng tới mổ tim đâu.
Nhưng mà người ta kể là con của người ta bệnh tim, nhờ vậy mà Út tìm tòi mới giúp được các em bé đó.